Cái này là cái kệ. Mấy hôm trước có đi sẵn đi công chuyện ở Officeworks, cái chỗ mà nó bán bàn đồ văn phòng, đó là bàn ghế của đồ văn phòng, thì có thấy cái kệ. Kệ thì nó có rất là nhiều kiểu, nhiều dạng, nhiều kích thước. Mình rất là tình cờ mình thấy cái này, nó có một cái màu còn sót lại ở trong tiệm á, thì nó bán là 99 đồng là 100 rồi ha. Mà mình gáp lên để làm chi phải không, để cho mấy đứa nhỏ nó đựng đồ chơi, đựng mấy con khủng long, con dinosaur đó, nó bày đầy nhà hả. Bây giờ có nó gọn ghẽ rồi nè, nhưng mà nó chắc vẫn còn thưa thớt quá ha, kêu nó chắc lên thêm đi. Thì nó không có, nó chắc chỉ vậy thôi đó. Mà thí dụ như nó chắc vậy ha, mà mình lấy ra một con hay mình thêm vô một con là nó biết liền luôn đó. Nên là nó làm sao mình cứ để y chang cho nó như vậy đi. À, nhưng mà phòng khách này á, nếu mà để đúng theo một cái trang trí một cái phòng khách á, thì nó sẽ còn có hai ba món đồ nữa, mình sẽ để vô từ từ, chứ bây giờ á, thì nó vẫn chưa đủ. Gặp cái này thì mình mua, và bây giờ mình thấy nó màu đỏ, cái loại nó bóng nữa, vậy nó mát với lại nó hợp với lại cái phòng của mình đó. Nhưng mà còn vài món nữa nha, chưa xong đâu. Khi nó hoàn toàn đầy đủ cho một cái phòng khách thì mình sẽ quay lên cái channel YouTube của mình nữa, để cho public coi. Có nhiều khi mình lên phim hình á, nó đẹp hơn là thật sự là ở ngoài nữa. Nhiều nhiều khi ở ngoài trang trí cho mấy đứa nhỏ nó được chơi gọn ghẽ thoải mái. Căn nhà về trang trí nội thất ở bên trong cũng là một cái sở thích. Ok, quay cho nhà mình coi chơi cho vui ha. Ok, bye.